Khu nghỉ dưỡng sinh thái này là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Bến Tre. Ba ngày qua, gần chục bungalow và phòng nghỉ dành cho gia đình đều đặt kín. Cùng với tham quan sông nước, tại đây du khách còn tham gia trải nghiệm bơi xuồng, hít thở không khí mùa xuân mát mẻ và thưởng thức ẩm thực đặc trưng Nam Bộ. Khu du lịch đây phong cảnh rất là thoáng mát, sạch sẽ. Những cái phòng nghỉ thì cũng sạch. Còn có xuồng bơi và nhà hàng thì ăn rất là ngon. Thì tất cả anh em chúng em đã vào một cái quỹ đạo hết rồi, là sẵn sàng tiếp đón từ khách nghỉ dưỡng ăn uống cho tới tham quan trong ngày hoặc là ở lại đêm. Đi tham quan thì đi đường bộ thì tụi em có xe điện, đi tham quan làng hoa, rồi đi vườn trái cây, còn đi đường sông thì em đi tàu, cũng đi qua các cồn có vườn trái cây luôn. Đó thì một cái vòng tròn như vậy chúng em đi lại trong một ngày. Năm nay lượng khách tham quan miền Tây những ngày Tết tăng gấp đôi gấp ba so với nhiều năm. Hoạt động du xuân của người dân càng thuận lợi bởi ngành du lịch và các đơn vị lữ hành đã đặt nhiều tâm huyết cho kế hoạch khai thác mùa cao điểm bằng nhiều dịch vụ đa dạng kèm cả khuyến mãi hấp dẫn. Dịp Tết này thì tụi em đang có những cái sản phẩm dành cho khách hàng, đó là tour trọn gói, và ngoài ra thì tụi em cũng có cung cấp những cái combo du lịch tự túc dành cho những khách hàng thích trải nghiệm ngoài cái sản phẩm là tour trọn gói. Và hiện tại thì tụi em cũng có những cái sản phẩm kích cầu cho khách hàng lưu trú ở đảo, giống như là tụi em sẽ giới thiệu những cái đặc sản, những cái điểm du lịch mới. Các doanh nghiệp cũng đã có cái tâm thế và chuẩn bị từ trước về cái phục vụ khách du lịch trong cái dịp Tết này, đã ký các cái hợp đồng, nó cũng như là chuẩn bị chỉnh trang, nó tăng cường cái nguồn nhân lực, đặc biệt là cái lực lượng hướng dẫn viên, nó để chuẩn bị các cái tour tuyến, và đặc biệt là có những cái dịch vụ mới, không? Chất lượng. Trong những ngày Tết, một số điểm du lịch miền Tây còn tổ chức các hoạt động vui chơi mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất phương Nam như tát đìa, nấu bánh tét, quất bánh phồng đêm xuân. Với lợi thế tiềm năng sông nước, đất cồn, cây ngọt trái lành, cộng với tiết xuân trong lành dịu mát, các điểm du lịch sinh thái miền Tây đang là điểm đến tuyệt vời cho khách thưởng ngoạn du xuân.